Những năm gần đây, sự hoàn thiện về kỹ thuật trong ngành y tế đã góp phần thúc đẩy công tác ghép thận phát triển vượt bậc. Gần đây nhất tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã trở thành trung tâm ghép thận thứ 26 của cả nước sau ca ghép thận thành công đầu tiên được công bố vào tháng 5 năm 2024, tạo tiền đề cho nhiều ca ghép thận kế tiếp. Hồi hộp lo lắng đó, nhưng mà sau khi mà con nó tỉnh, mình thấy được là mình mừng, rất là vui sướng. Coi như là con mình được sống lại vậy đó. Cũng nghe thông tin là ở trên đây là có ca ghép thận đầu tiên á, thành ra là gia đình có bàn để đăng ký ghép thận. Cha là người hy sinh tranh ghép thận. Sau trong quá trình khám mà cho tới ngày mà lên ca ghép á, mọi thứ đều suôn sẻ tốt đẹp, mừng. Nhờ dưới sự hỗ trợ của bác sĩ Chợ Rẫy thì từ cái ca hiến thận cho đến cái ca ghép thận đều thực hiện một cách thành công và bệnh nhân có thể trở về cuộc sống bình thường hàng ngày được. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, công tác ghép thận vẫn còn nhiều thách thức do khan hiếm nguồn từ người hiến chết não. Chúng ta chưa có huy động được đối với cái nguồn mà hiến thận từ người hiến các tạng từ người hiến chết não. Nếu chúng ta huy động được cái này và trong xã hội cũng có quan tâm hơn thì cái khả năng cái nguồn hiến tạng chúng ta sẽ dồi dào hơn và nó giảm được cái chi phí về sức khỏe của những cái người hiến cũng như là những người nhận thận trong thời gian sắp tới. Trong tương lai, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ sẽ còn thực hiện đủ 10 ca ghép thận trước khi nhận được đánh giá chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Chợ Rẫy để phẫu thuật độc lập. Song hành với việc nâng cao tay nghề, các bác sĩ đang thực hiện kêu gọi nguồn hiến thận từ người chết não để giúp hồi sinh thêm nhiều cuộc đời.